Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài là một trong những dự án trọng tâm của quận Cầu Giấy. Trong đó, đoạn Nguyễn Văn Huyên kéo dài từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường 40m khu đô thị Tây Hồ Tây. Sau khi được thông xe đã giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường quanh khu vực trong giờ cao điểm. Dự án kéo dài đường Nguyễn Văn Huyên còn lại, nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị Dịch Vọng, đã và đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng ở khu vực này gặp khá nhiều khó khăn bởi số hộ dân lớn, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, không nắm bắt được quy định về việc giải phóng mặt bằng. Cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy đã tiến hành đối thoại với người dân, giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Những ngày đầu tháng 9, việc giải phóng mặt bằng được chính thức diễn ra, lực lượng chức năng tiến hành tại những khu vực đã được các hộ dân di dời, đảm bảo tiến độ. Khu vực giải phóng mặt bằng ở đường Cầu Giấy có diện tích hẹp, do mật độ giao thông lớn, nhiều công tác phải thực hiện làm đêm để tránh ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông và an toàn giao thông. Những hộ dân còn diện tích sau khi giải phóng mặt bằng đã lên phương án xây dựng đủ điều kiện, kết hợp với lực lượng chức năng phá bỏ phần đất thuộc dự án. Bên cạnh đó, còn một số hộ dân chưa thống nhất phương án hỗ trợ hoặc chưa cử được người đại diện nhận tiền theo quy định, vẫn bám trụ tại nhà, gây cản trở cho công tác giải phóng mặt bằng. Đa phần đều là những nhà dân đang ở vị trí mặt ngõ của đường Cầu Giấy, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.